Chào các bác nhá. Hôm nay shop Tân Ánh Ngọc Ánh gửi đến các bác một đoạn video ngắn giới thiệu cho các bác về cái lồng nhốt chúa và kim di trùng. Kim di trùng nhá, để cho các bác làm chúa này. Cái lồng nhốt chúa này sẽ có hai mẫu cho các bác, một mẫu bằng nhựa và một mẫu bằng nhựa này là dạng công nghiệp nhé, công nghiệp làm sẵn như này. Còn một loại nữa là bằng thép cuốn lò xo, cuốn kiểu như này thì gọi là giống như cái giọ ấy, cuốn này là cuốn thủ công các bác nhé, cuốn thủ công. Thì đối với cái mà bằng thép cuốn thủ công này ấy, thì nó là 5.000 một cái nhé các bác, 5.000 một cái các bác mua theo đồ ấy. Ví dụ như các bác mua cái áo hay là cái mũ bảo hộ này chẳng hạn, hay là mua cái hút mật thì các bác mua thêm cái này thì nó là 5.000 nhé. Thế còn đối với cái nhựa này nó là 10.000 nhé các bác nhá. Đối với cái loại nhựa này là 10.000 một cái này. Đấy. Thì đây các bác xem cụ thể nhé, em quay gần lại. Đối với cái loại mà quấn bằng đồng thép này này thì các bác con chúa, các bác muốn nhốt được con chúa ấy thì các bác phải bắt con chúa thả vào trong này nhé, thả vào trong này. Đấy, thả vào trong này xong bắt đầu lấy cái miếng bìa này thôi, lấy miếng bìa các bác đậy lại, chắn nó lại là nó không ra được nữa. Thì những cái khe hở này là con ong thợ nó sẽ bón sữa vào cho con ong chúa nó ăn. Và cái này thì các bác sẽ đưa sang bên thùng này. Ở trong thùng này nó các bác có những cái, có cái thước ngăn đấy, cái thước ngăn mà giữa hai cầu ấy, thì các bác bẻ cong cái này, bẻ cong cái này và các bác móc vào cái thước đấy, móc vào cái thước đấy ở trong này nhá. Đấy là cái con chúa mà nhốt theo cái lồng thủ công. Đối với con chúa mà nhốt theo cái lồng nhựa này ấy, thì cái lồng nhựa này nó sẽ có nắp đậy này, có nắp đậy này các bác này nhá. Và cái núm dưới này, cái núm dưới này thì cả cái này các bác phải đưa vào trong cái cầu ong, trong cầu ong thì con ong nó sẽ đẻ, nó đẻ ấu trùng vào trong này, nó đẻ ấu trùng trong này nhá. Đấy, thì nói chung là khi mà các bác lấy kim di trùng ấy, lấy kim di trùng ấy, di trùng ấu trùng vào trong này, thả ấu trùng trong này rồi thì con ong nó sẽ thả thức ăn vào đây và nó sẽ đổ cao lên, nó đóng bít lại. Đây là cái mũ chúa ấy, nó đóng bít lại cho thức ăn để thành con ong chúa đấy. Thì khi nó đóng bít lại như vậy rồi ấy, thì các bác bắt đầu lấy cái này, các bác chụp nó lại. Thì khi con ong chúa nó lở ra, nó sẽ nằm ở trong này luôn, nó sẽ nằm trong này luôn. Và những cái lỗ nhỏ này là những cái lỗ để cho ong thợ nó bón đồ ăn cho con ong chúa nhé. Đấy. Thì đối với cái loại lồng nhốt bằng nhựa này ấy, thì nó chụp luôn thẳng vào đây, nó chụp thẳng vào đây. Con ong chúa khi nở ra này sẽ nằm trong này luôn, sẽ nằm trong này luôn. Còn đối với cái loại mà bằng thủ công mà cái giọ như này ấy, thì các bác phải bắt con ong chúa thả trong này và nhốt nó lại. Đấy nhá. Thế còn cái này thì nó úp lại từ trong cái chỗ chân trứng này. Đấy, úp lại luôn thì khi con ong chúa nở ra nó nằm trong này luôn. Đấy gọi là cái lồng nhốt chúa bằng nhựa nhá. Cái này thì nó là 10.000 một cái, các bác mua theo đồ 10.000 một cái. Kim di trùng này nhá, kim di trùng. Đối với kim di trùng này ấy, thì cái này là kim mới tinh. Đấy, bên công ty ong sản xuất ra nhá, thì cái bản này nó sẽ hơi to một chút. Nó bằng gân ấy, hơi to một chút. Thế để mà về dùng thực tế thì các bác sẽ lấy kéo bén. Lấy kéo sắc kéo bén ấy, các bác sửa cho nó nhọn lên một chút. Đấy, nhọn lên một chút để mình khều cái ấu trùng nó sẽ dễ hơn. Thì cái đấy là các bác sẽ phải tự điều chỉnh nhá. Đây là cái kim mới. Đây là mấy cái phụ kiện nho nhỏ để giúp các bác chơi. Mấy hôm trước thì có nhiều bác hỏi cái lồng nhốt chúa bằng nhựa nhưng mà shop chưa có, thì hôm nay đăng tải video nên đã thông báo cho các bác là đã có cái mẫu lồng nhốt chúa bằng nhựa phục vụ các bác nhá. Rồi các bác cần thông tin đặt hàng hay là cần tư vấn thì các bác vui lòng alo trực tiếp đến các số điện thoại bên phía dưới màn hình nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh, hàng thì ship COD đi toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền nhá. Rồi xin cảm ơn các bác đã ủng hộ shop nhiệt tình trong thời gian qua nhá. Đây là vật tư phụ kiện ngành ong rất là nhiều, thùng quay mật, thùng nuôi ong, các phụ kiện nhỏ, các bác vui lòng chọn cho mình một cái nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau.